Chào bạn nói kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến toán ứng dụng của hình trụ. Nghĩa là sao? Nghĩa là từ hình trụ chúng ta có thể xây dựng ra thể tích của một số hình khác nữa. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu. Rồi, thì đầu tiên ở đây mình có nói đến đó chính là người ta gọi đây là hình trụ cột. Hình trụ cột để cho các bạn xem là thực tế của hình trụ cột. Bây giờ mình sẽ phải cố gắng vẽ lại hình này. Đáy của nó cũng là một hình tròn. Nhưng bạn tưởng tượng như sau, hình trụ sẽ có hai mặt phẳng đáy là hai hình tròn, hai mặt phẳng này song song với nhau. Tuy nhiên, ở đây hình trụ cột thì bạn cần tưởng tượng đến chúng ta sẽ chẻ một mặt phẳng và cắt một phần thẳng chéo qua. Nó như thế này. Đây. Hãy lưu ý cho mình, chúng ta cần cắt một mặt phẳng chéo qua. Cắt một mặt phẳng chéo qua như thế này. Thì ta sẽ tạo ra hình trụ cột. Thì mình sẽ gọi bên đây là H1, đây là H2. Và mình sẽ gọi R là bán kính đáy. Thì chúng ta có công thức như sau, đó chính là diện tích xung quanh. Mình sẽ xét đến diện tích xung quanh chính là bằng pi nhân cho r nhân cho h1 cộng h2. Đây, thì diện tích xung quanh của nó chính là bằng pi nhân cho r cộng nhân cho h1 cộng với là h2. Và tương tự thì chúng ta có và chúng ta cũng có công thức thể tích v chính là bằng pi r bình nhân cho h1 cộng h2 chia cho 2. Thì bạn lưu ý cho mình như sau, thì các bạn chỉ cần y công thức này y chang như công thức của hình trụ. Tuy nhiên chúng ta chỉ cần tưởng tượng là h lúc sau chính là bằng trung bình cộng, tưởng tượng cái chiều cao của hình đó chính là bằng trung bình cộng của h1 cộng h2. Đây, và cái này là bằng 2 lần nhân cho h1 cộng h2 chia 2. Đây, thì để chứng minh công thức này thì rất là dễ. Tại sao nó dễ? Bạn chỉ cần tưởng tượng như mình như sau, thì mình kẹo cho mình bây giờ mình chỉ cần mình sẽ xác định một cái gọi là cái điểm này là điểm chính giữa của cái mặt phẳng đáy, tâm của cái mặt phẳng bị cắt này nè, thì hình elip. Rồi bây giờ mình sẽ kẻ một đường ngang ra, thì bạn tưởng tượng như sau, thì mình sẽ xác định một cái mặt phẳng song song mặt phẳng đáy như thế này. Thì các bạn lưu ý cho mình đó chính là cái phần mà nó được bồi thêm như thế này, cái phần mà nó lồi lên trên, phần lồi lên trên như thế này, khi bạn ghép vào, bạn ghép cái phần mà nó lồi lên trên vào ở phía bên đây nè, ghép từ bên đây bạn chẻ ra, bạn ghép vào bên đây, thì nó sẽ tạo thành một hình trụ hoàn chỉnh. Tức là sao? Tức là cái h lúc sau chính là bằng h1 cộng h2 chia 2. Thì tương tự chúng ta cũng sẽ có những cái công thức y chang nhau luôn. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục với lại hai hình tiếp theo. Bây giờ mình sẽ đến với lại phần hai hình nữa, đó chính là hình nêm. Đây, hình nêm. Bây giờ mình sẽ đến hình nêm loại 1 trước. Hình nêm loại 1. Chúng ta có hai loại là hình nêm loại 1 và hình nêm loại 2 luôn. Rồi, bây giờ trước hết mình sẽ đến với hình nêm loại 1. Thì mình sẽ cho các bạn xem một số hình ảnh thực tế của hình nêm. Rồi, như bạn thấy thì hai hình này rất là quen thuộc. Thì mình sẽ vẽ hình nêm loại 1 trước. Sẽ như sau. Thì mình vẽ sẽ không đẹp lắm nha các bạn. Như thế này. Chúng ta dựng đứng một đường lên. Bây giờ cái này cong cong một tí. Bên đây cũng cong một tí. Rồi. Chúng ta thu được hình nêm loại 1. Mình sẽ đặt những cái dữ kiện như sau. Đó chính là cái ở đường tròn đáy, đây chính là R, bán kính đáy là R. Và lưu ý cho mình là khoảng cách này cũng bằng R luôn, cách từ tâm cho đến điểm bên ngoài đây là R. Rồi, mình đặt góc này là góc alpha. Chúng ta có một công thức tính thể tích của hình này, V của nó chính là bằng 2/3 R mũ 3 nhân cho tan alpha. Đây, công thức của nó 2/3 R mũ 3 nhân cho tan alpha. Thì ngoài ra lưu ý cho mình, nếu như chúng ta đặt chiều cao này là H thì nó cũng chính là bằng 2/3 R bình phương mà R nhân cho tan alpha thì nó ra H, 2/3 R bình H. Thì để chứng minh công thức này thì chúng ta sẽ sử dụng ứng dụng của tích phân để chứng minh công thức này. Thì mình sẽ để các bạn sẽ tự chứng minh công thức này cho mình, thì chúng ta chỉ cần thuộc lòng công thức này thôi. Rồi bây giờ mình sẽ đến với lại hình nêm loại 2. Đây, hình nêm loại 2 thì nó khá là phức tạp một tí. Nó như thế này. Thì chúng ta cũng đặt như sau, đó chính là gì, chúng ta sẽ đặt hai cái bán kính đáy, đây là R và đây là R. Mình sẽ kẻ xuống dưới đây, mình sẽ kẻ một đường thẳng như thế này, mình kẻ xuống đây, thì tương tự góc này cũng là góc alpha.
Thì các bạn lưu ý cho mình như sau, thì chúng ta phải phân biệt được hai hình nêm loại 1 và loại hai hình nêm hoàn toàn khác nhau. Thì công thức thể tích của nó cũng rất là khác nhau. Đó chính là V chính là bằng pi chia 2 trừ 2/3 nhân cho R mũ 3 tan alpha. Đây, thì công thức của nó là như vậy. Thì tuy nhiên, như hình trước, thì nếu như bạn đặt chiều cao chỗ này là h, bạn đặt chiều cao này là h, thì chúng ta cũng biến đổi được, đó chính là pi trên 2 trừ 2/3 nhân cho R bình h. Đây, thì bạn lưu ý cho mình như sau. Thì nếu như đề bài không cho dữ kiện gốc alpha thì chúng ta sẽ sử dụng là R bình h. Còn nếu như bài toán cho alpha nhưng không cho chiều cao thì chúng ta sẽ sử dụng dữ kiện là R mũ 3 tan alpha. Còn nếu như bài toán chỉ cho h với alpha thì chúng ta sẽ thay R là bằng h chia cho tan alpha. Thì như các bạn thấy chúng ta có ba hình ứng dụng đặc biệt của hình trụ. Thì thông thường thì hình nêm loại 2. Hình nêm loại 2 này thì chúng ta sẽ rất là ít gặp, cũng như là đi thi sẽ phần trăm cao là sẽ là không ra về về hình nêm loại 2. Tuy nhiên các bạn nên thuộc tất cả các công thức này thì khi chúng ta làm bài toán nâng cao thì chúng ta có thể áp dụng một cách rất là nhanh. Cảm ơn đã xem, đã thấy video của mình hay và hấp dẫn. Đừng quên đăng ký, like và chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem nhé. Tạm biệt các bạn.